Em xin chào các bác Thì hôm nay lại nói về chủ đề của The Chef, các bác nhé Thì uh, bên nhà em luôn sẵn The CF 3110 các bác ạ uh, Thì hiện tại thì em còn 3110 và 3110 MK2 Đây đối với con này thì nó MK2 này Còn con này là 3110 Thì uh, cái chủ đề hôm nay em nói đến là Phối ghép giữa 3110 này với con súp Như thế nào cho nó hợp lý thì hôm nay em sẽ chia sẻ một cái gọi là cái tip cái, cái bí, bí quyết đi để các bác có thể là phối ghép được nó rất đơn giản thôi các bác định mức của một đôi loa nó là bao nhiêu bác thì các bác lên phối ghép với một con súp công suất bằng tổng hai chiếc loa đấy là như như theo em em hay làm thì nó sẽ ra được cái cái chất âm cái chất âm và cái súp với phun nó là phù hợp nhất ví dụ một cặp 3110 hoặc 3110 k 2 này thì đang có công suất của nó là 300W của một chiếc các bác nhá. Có nghĩa là một cặp nó là 600W. Thì các bác lên phối ghép với ví dụ các bác phối ghép với hai chiếc súp thì các bác sẽ phối ghép cho em hai chiếc súp, mỗi chiếc súp 300W là sẽ là ok. Vì tổng hai này chiếc này là 600 mà. Nếu mà chơi hai chiếc súp thì mỗi bên là 300 là ok, là thành cũng là súp thành 600W. Đấy. còn nếu mà các bác phối ghép một chiếc súp ví dụ là các bác chơi một cặp này chỉ muốn đánh một chiếc súp uh, 50 hoặc 60 à, uh, 50 hoặc 40 thì các bác sẽ kiếm cho em con súp 40 sẽ có công suất khoảng 600W hoặc chiếc súp 50 có công suất khoảng 600W thì nó sẽ là phù hợp nhất với uh, một cặp giò xếp này còn nếu mà các bác nào muốn đánh nhạc ADM đánh nhạc suy mix nó mạnh hơn thì các bác có thể là chơi những con súp công suất lớn hơn cái đấy không sao nhưng nếu những con súp công suất thấp hơn thì uh, những con loa này có thể là cái 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 giải giải trung và giải cao nó sẽ áp nó sẽ áp uh, tiếng súp thì tiếng súp nó nghe nó sẽ áp, yếu hơn yếu hơn so với phun nó chưa phù hợp so với phun được đấy các bác nhé ba một không trơn và ba một một không mk hai thì uh, đối với hai sản phẩm này thì uh, nó cũng có cái tranh lệch giá các bạn ạ đây là mk hai này Đấy, con này là trơn Con này là trơn thì tại sao nó chênh lệch giá vì thực ra là mk hai thì nó đời sau đời sau và em nhập nó cũng cao hơn thì giá nó sẽ chênh mất vài triệu đấy. thì như con trơn này thì bình thường sẽ có giá loanh quanh đâu đấy khoảng 18 đến 19 tùy số đẹp 17 đến 19 tùy số đẹp những đôi xấu có thể là 15 16 đây là chuyện bình thường còn đối với những đôi mk2 này thì nó sẽ loanh quanh khoảng tầm trên 20 một chút đấy. 21 22 cũng tùy số đẹp đấy thì về cái phối ghép với những con đẩy là em nói thêm thêm một chút là về phối ghép với những con đẩy những con đẩy nào đánh giờ xếp là nó hay để hay nhá và dễ nghe nhá ờ, đối với em thì uh, nếu các bác chơi giờ xếp thì các bác chơi được những con class d nó sẽ ra chất luôn của giờ xếp đấy tại sao vì đối với những con class d thì tiếng nó sẽ rất là mạnh và nó bay giờ xếp là vậy mà đánh tiếng nó rất là mạnh nó rất là bay tiếng ca của các bác nó nó sang sảng luôn nghe nó rõ ràng luôn đấy còn không thì các bạn chơi cho em những cái con đẩy nó chất lượng một chút nói chung là đẩy nó càng chất lượng càng ngon càng tốt càng hay còn nếu mà mình chơi những con đẩy nó vừa tiền thì mình kiếm những con class d đánh nó sẽ ra chất của nó của nó luôn đấy còn về những con ví dụ các bác có điều kiện các bác chơi nắp open chơi power shop hay là chơi những cái con yamaha cao cấp thì nói chung là những cái bọn đấy thì không có gì để chê nữa rồi vì nó âm thanh nó quá là sạch sẽ nó quá là chất lượng quá là sắc sảo còn cái này thì em đang nói là phối ghép giữa súp thì các bác nên đánh những súp Đấy, 30 à còn này 300 trăm 600 thì đánh những con súp của 600 trăm trở lên đối với đẩy thì các bác sẽ ghép cho em những con đẩy uh, cờ nát d hoặc những con đẩy cao cấp một chút là sẽ ok những con đẩy cao cấp thì thực ra là không 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 cần quan trọng quá là ví dụ cần nát h hay cần nát td hay là cần nát gì vì những con đẩy cao cấp thì nó thường nó rất là hay rất là ngon rất là chất lượng rồi còn những con đẩy bình dân ý, thì có D thì em thấy là những con đẩy bình dân con cá thì tiếng nó sẽ ra nó hợp các bọn này nhất nên đẩy bình dân thì có những cái mạch nó rất chất lượng nó rất là tồi nó rất là kém đấy thì thì không nên phối ghép với cả bọn này và cái tiếp theo nữa là các bác chơi được những cặp loa khoảng đôi chục rồi đấy những cặp loa đôi chục thì các bác cố gắng mua cho em những con đẩy ít nhất phải tầm tiền chục trở lên Chứ chơi những con đẩy nó nó nó, nó rẻ tiền quá có nghĩa là hàng mới nó phải tiền chục giờ lên còn hàng bãi thì 7-8 triệu giờ lên thì gọi là ổn chứ các bác chơi những cái con nó cỏ quá những con rẻ tiền quá thì thôi tốt nhất bỏ qua bởi vì nó nó không phát huy được cái chất loa nó không ra được cái chất âm thì nhiều khi nó đâm ra là là ở ừ, mang tiếng loa ngon đấy nhưng mà tiếng nó nó không đạt đấy các bác nhé thì đây là những cái chia sẻ nó rất là nhanh của em về giờ một 3110 và 3110 mk2 để các bác có thể là là tự tin các bác mua mua sắm và phối ghép cho nó hợp lý nhất Cảm ơn các bác đã theo dõi video và bác nào có nhu cầu về giờ thì có thể liên hệ với em em thì có rất là nhiều mã giờ Cảm ơn các bác đã theo dõi video